bảy khái niệm của nỗi nhớ và nụ hôn bạn đã biết chưa thực tế có một khái niệm gọi là nỗi nhớ và nụ hôn một số chuyên gia tình yêu quả quyết rằng quá trình nhớ nhung một người và nụ hôn dành cho người đó có tác dụng làm tăng sức mạnh liên kết cho mối quan hệ đó cho dù bạn yêu người ấy nhiều đến đâu đi chăng nữa thì đôi khi vẫn cần những khoảng trống để mối quan hệ được nghỉ ngơi không hẳn là để tự vấn lương tâm mình đâu chỉ là như thế sẽ giúp tăng cường sự đam mê trong mối quan hệ của bạn, để háo hức mong chờ gặp lại nhau lần nữa. Hơn nữa, một nụ nữ hôn sau khoảng thời gian xa gia cách còn có thể giết chết sự nhàm chán, làm các cặp đôi nhận ra giá trị của nhau, sự quan trọng khi người ấy vắng mặt và hân hoan như thế nào khi gặp lại nhau. Khái niệm 1. Khi bạn thấy nhớ người ấy, một số thành phần hóa học trong cơ thể của bạn bị thay đổi não của bạn tạo ra một cảm giác gọi là thiếu chút gì đó. Bạn có khuynh hướng thấy buồn chán hoặc có cảm giác mọi thứ đều trống rỗng khi vắng bóng người ấy kề bên. Khái niệm 2. Để chống lại cảm giác thiếu chút gì đó, tâm trí bạn sẽ tự động giống như chiếc đầu máy phát lại những ký ức ngọt ngào giữa hai người để che lấp đi sự trống vắng trong tâm hồn và khiến bạn cảm thấy mọi thứ vẫn thật đẹp và hoàn hảo. Khái niệm 3. Khi chu kỳ xa cách càng kéo dài thì niềm đam mê và cường độ tình yêu của bạn hướng về người ấy gia tăng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Khái niệm 4, thực ra trong một vài trường hợp khi nam giới nhớ đến người phụ nữ của họ sẽ có xu hướng thức giấc nửa đêm để giải tỏa vì mộng tinh. Khái niệm 5, dưới một góc độ nào đó, việc nhớ nhung người yêu trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm gia tăng sự ham muốn và khao khát được gần gũi người ấy. Khái niệm 6. Và khi bạn được gặp lại người ấy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến trong đầu mình chính là dành cho họ một nụ hôn nồng cháy như chưa từng có trước đó để bày tỏ sự nhớ nhung cuồng điên của mình cho họ biết. Khái niệm 7. Thực tế, sau khi xa nhau một khoảng thời gian sẽ khiến cho nụ hôn càng mãnh liệt và đê mê hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhiều cặp đôi nói rằng một nụ hôn mang đầy nỗi nhớ thường kéo dài và ngập tràn cảm xúc hơn